nãy giờ mình đợi cũng khá là lâu, cũng hơi hồi hộp, không biết bạn Nam sẽ thấy mình như nào. Lo ngại sương sương. Nếu như mà so về lợi thế bạn gái kia thì hai người như nhau thôi, cũng đều đang đi kiếm tình yêu, không có lợi thế gì hơn cả. Chào cậu. Chào anh. Cậu ngồi chờ cậu lâu không? Cũng khá lâu ạ. Hiện giờ thì mình sẽ làm gì đây? Bây giờ chương trình bắt anh và em phải xếp một ngôi nhà tình yêu. Ngôi nhà tình yêu. Đây, đây là anh, đây là em nè. Đây là em, đây là anh chứ đúng không? Sao? Hai người em... em sẽ kể cho anh em một bí mật là từ lúc bé đến giờ đây là cái môn mà em ghét nhất. Giống anh, chứ chúng ta có điểm chung rồi. Em có sở thích gì không? Đi chơi rồi đi kiểu là đi với bạn bè này, đi nhậu. Đi nhậu thì... Nói chung là nếu như mà bây giờ mà anh trong chương trình này không chọn em á thì em cũng sẽ rủ anh đi nhậu. Đi không? Ok. Anh cũng thuộc dạng khá là thích nhậu. Đôi 15 thì đi chơi với em. Ok, cái đấy thì chúng ta có điểm chung rồi. Anh có một chuyện muốn hỏi. Kiểu như là lúc anh dắt tay bạn nữ kia đi thì em có cảm thấy thế nào không? Không sao, từ từ đến mình thôi, kiểu hơi hụt hẫng tí. Tại vì tính của em là muốn người khác chú ý mình á. Kiểu vậy. Nhiều khi là anh dắt bạn kia đi trước xong rồi em ghét anh sẽ lập nhiều cua anh xong em bỏ anh. Anh nghĩ như vậy khá là hấp dẫn. Anh dễ tính mà, cho nên là trời không ơi. Phải dễ tính đấy, nhưng mà cô được anh phải gọi là anh dễ dãi. À rồi, chúng ta dùng từ dễ tính đi. Để anh muốn mà anh không trở thành người dễ dãi thì anh phải cua em và dắt em về. Đó mới gọi là không dễ dãi, anh là người chọn lựa em, hiểu chưa? Anh nghe thấy giống như kiểu em đang gài anh á. Thế thì mẫu bạn trai của em là gì? Cao hơn em 10cm. Nhưng mà anh cao hơn nhiều rồi. Ok. Rồi vui vẻ, hòa đồng. Anh có một tí gì nó giống với gu của em không? Như là từ đầu em thấy cái profile của anh thì giống tới 80%. Khác một cái là đầu em không nhuộm thôi. À không, cái gu đẹp của anh thì nó khá là dị. Kiểu như là anh chỉ cần thấy hình ảnh của cái mái tóc thì nó phù hợp với màu sắc thì là được rồi. Ngoài tóc mà anh nhìn đằng sau lưng á, em sẽ nhìn nụ cười hoặc là đôi mắt. Em thì nhìn nụ cười. Em cười nhìn mặt đều lắm. Em chưa thấy thằng nào nó đều như vậy đâu. Mà anh lại thích con gái nụ cười xinh để bù đắp cho anh à? Ừ, kiểu người ta thiếu cái gì người ta sẽ cần cái ấy đúng không? Vậy anh có thấy em đủ để bù đắp cho anh không? Em đoán xem nào. Em không biết nhưng em thấy em cười không đẹp. Em có răng khểnh đúng không? Anh cũng khá là thích răng khểnh. Ngày xưa em đi học, em được thầy giáo trao đổi là thầy sẽ cho con 10 điểm với một điều kiện là bẻ cái răng khểnh đi. Bẻ cho thầy cái răng khểnh đi. Rồi. Tôi chảy cái răng khểnh cho 10 điểm. Không thì về chỗ quỳ. Quỳ á? Ngày xưa đi học cũng quậy lắm. Bây giờ em vẫn quậy nhưng mà tại lên TV em phải hiền. Có biệt danh gì không? Ngày xưa em được gọi là bắp. Vì? Vì mẹ em bán bắp. Em đi bán cùng với mẹ, thằng đi học nó gọi em từ cấp 1 đến bây giờ luôn. Kiểu như trong tình yêu thì em muốn có gì, cái gì đấy, ví dụ như công khai hay là cái gì không? Đương nhiên là phải công khai chứ anh. Mà cái của em á, có một cái gọi là em thích khoe người yêu. À, ok. Thế nên là người yêu em mà không công khai thì thôi đừng quen. Với lại em cũng sợ bị cắm sừng á. Dạo này các chú nghé mọc lên khá là nhiều. Nghé người ta chỉ có 2 sừng thôi, nhưng mà em thì đúng là số 2 cơ. Ok, người từng trải. Đúng rồi. Nên là đừng có bảo không, Facebook là của công việc, đừng. Mình phải có một cái gì đó để người ta biết. Mình có người yêu rồi, đúng không? Nhưng kiểu em mới 19 tuổi đúng không? Cỡ tuổi em thì sẽ kiểu bạn trai rất là mệt mỏi khi quen. Kiểu như mà em quen bạn trai thì em toàn là người phải đi năn nỉ bạn trai, đừng nhõng nhẽo em nữa. Kiểu như vậy. Sao? Hôm nay em gặp đứa khi nó cua em mà mắc cười á. Kiểu anh mệt quá anh ngủ nha. Ngủ trước nha. Ừ anh ngủ đi. Xong nó kêu, ủa giận hả? Cái anh kêu, giận gì? Ủa mắc gì? Ngủ thì ngủ đi, giận cái gì? Trời bị điên hả? Trời, thằng này nó vô lý thế. Mình có làm gì đâu các thứ. Ủa mắc gì giận ta đâu có thừa hơi mà em giận đâu. Trừ khi nào mà kiểu
tao đang dỗi mày vì mày đi mì gái nào mà tao kêu tao mệt để tao bực mày rồi. Thôi anh đi ngủ nha là sẽ khác. Còn kiểu anh mệt đi ngủ trước nha là sẽ khác. Cho nên là em bị một cái gọi là khó tính. Khó tính theo kiểu gì? Kiểu như bạn trai mà bây giờ để em quen á thì cũng cần phải có công việc ổn định nữa. Tại em có công việc mà. Với lại nếu như mà trong nghề nữa thì thời gian nó cũng sẽ giống như nhau. Thì mình có thể qua lại qua bên chỗ người yêu mình làm để kiểu sóc mọi thứ. Em có thích kiểu tiếp xúc skinship các thứ không? Gặp mọi người thì anh thường thường sẽ thích ôm, nắm tay hay là cái gì đấy kiểu đó kiểu thế. Ôm cả. Em cũng hay như thế. Nhưng mà phải những người thân. Kiểu em có hay ghen không? Kiểu người yêu mà ôm một đứa nào đấy. Ôm ai cũng được, đừng ôm đứa em ghét. Ok. Em ghét nhỏ đó mà anh chỉ cần cười nó thôi là em cũng... Anh nên cười nó luôn đi. Kiểu vậy. À. Em thì mọi thứ rất là rõ ràng. Nhưng mà em ghét ai thì em không rõ ràng đâu. Tại anh làm gì cũng ghét. Trẻ con ở chỗ đó nhưng mà kệ đi. Cái gì mà em cảm thấy là ảnh hưởng nhiều nhất tới mối quan hệ? Em thì khi mà kiểu mà mình cãi nhau á, kiểu dễ khóc. Em sẽ nói chuyện, phải tìm được vấn đề. Xong rồi muốn làm gì làm như kiểu giống như trước. Em có một người bạn trai cũ á, tự nhiên đùng đùng ấy đòi chia tay. Em đâu hiểu gì đâu, cái xong em phải nói chuyện, em phải gặp, em phải hẹn. Hẹn khi nào ra thôi, nói chuyện xong, tính cho chẳng lá gì á. Xong là xong luôn, không có lằng nhằng. Nói chung là cái chuyện gì xong thì cho qua, còn đừng nhắc lại quá khứ thì cảm giác thì nó sẽ, mối quan hệ nó sẽ tốt đẹp hơn. Thế thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Lần tới gặp thì sẽ là sự lựa chọn của anh. Nhưng mà anh mong rằng thì chúng ta vẫn giữ lời hứa hồi lúc nãy. Trong thì mọi thông tin của em là ekip có, là cần gì cứ hỏi ekip. Nhưng mà anh muốn hỏi em được không? Không. Không á? Ừ. Ok. Ok, chào anh. Sau cuộc gặp vừa rồi thì em thấy bạn trai là một người cũng khá là vui vẻ, hòa đồng, cũng đáng yêu nữa. Thì so với lúc đầu xem profile thì ấn tượng mình vẫn giữ nguyên là 80% ạ. Tại vì bạn đó cũng không khác gì so với tưởng tượng của mình mấy. Sau khi mà em với bạn đó ôm nhau thì cảm giác gần hơn, với lại cũng có một xíu tình cảm với bạn đó. Em cũng có một số gu của bạn đó nhưng mà không được nhiều lắm. Nhưng mà sau khi nói chuyện xong thì cũng có vẻ hai người cũng khá là bắt nhịp được với nhau á. Khả năng mà bạn này chọn em sẽ khoảng 70%. Thực sự mà nói thì cái việc xếp Lego đối với hai đứa thì nó khá là khó khăn, nhưng mình thích cái suy nghĩ và tưởng tượng của bạn ấy. Có một lối suy nghĩ khá là màu hồng. Tính cách của bạn ấy thì là khá là mạnh mẽ, thì mình cảm thấy nó có chút gì đấy đặc biệt, giống như kiểu ngoài lạnh trong nóng. Bạn Linh thì cho mình cảm giác muốn được chinh phục bạn ấy hơn, vì bạn ấy gây cho mình tạo cảm giác hứng thú được cho mình so với bạn Thảo.